ngờ loạt trường tuyển bổ sung ngành quan hệ công chúng. Trường Đại học Nguyễn Trãi vừa thông báo xét tuyển bổ sung cho 11 ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024, trong đó có ngành quan hệ công chúng. Nhà trường tuyển bổ sung bằng hai phương thức: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông, học bạ. Theo thông báo, điểm xét tuyển ở cả hai phương thức đều là 18 điểm. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu với 29 chuyên ngành đào tạo, trong đó có ngành quan hệ công chúng. Điểm nhận hồ sơ xét học bạ lớp 12, điểm trung bình lớp 12 đạt từ 6,5 điểm là 20 điểm. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 17 điểm, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực là 610 điểm. Trường Đại học FPT cho biết sẽ tuyển đợt 2 với tổng 1.900 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi 500, cơ sở Đà Nẵng, Bình Định, Cần Thơ mỗi nơi 300. Trong đó có ngành quan hệ công chúng.